so với U23 Việt Nam. Những gì U23 tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trình diễn tại ASEAN kỳ này không quá nổi bật. Họ chỉ thắng đối thủ yếu U23 Timor-Leste ở vòng bảng và đi tiếp với tư cách một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Thậm chí U23 tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đội xếp thứ tư trong 6 đội đứng thứ ba tại các bảng đấu ASEAN năm 2018. Tại vòng 1/8, U23 tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vẫn bình như vậy. Họ vượt qua U23 Indonesia nhờ sút luân lưu. Đến tứ kết, đội bóng này hạ U23 Triều Tiên theo cách tương tự. Tới bán kết gặp U23 Nhật Bản, bại tướng của U23 Việt Nam, U23 tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thất bại sau 90 phút bởi pha lập công kỹ thuật của cầu thủ vào sân thay người Ueda. Nhìn vào lối chơi của tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, họ giống như nhiều đội bóng Tây Á khác, đặc biệt tương đồng với U23 Serie. U23 tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chơi bóng khá đơn giản và thường tận dụng những quả treo bóng từ hai biên cho các tiền đạo có lợi thế về thể hình hoặc những cú sút xa ngoài vòng cấm. Trong đội hình của U23 tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không có những cầu thủ đẳng cấp cao. Cái tên đáng chú ý là Zayed Almeri, người đã mang về 4 bàn thắng từ đầu giải. Ngoài ra họ có tới 9 cầu thủ sinh năm 1997, 2 cầu thủ sinh năm 1998. Họ trẻ nhưng bù lại tinh thần thi đấu rất cao, chơi pressing máu lửa. Kỳ ASEAN trước, U23 tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất từng dừng chân ở tứ kết. Và đáng chú ý, 4 năm trước, chính U23 tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đội bóng đã giành chiến thắng trước U23 Việt Nam ở vòng 1/8. U23 Việt Nam khi ấy được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Nhật Bản Toshiya Miura, từng chơi tưng bừng ở vòng bảng khi thắng U23 Kyrgyzstan và U23 Iran nhưng bất lực trước U23 tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. U23 tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không hơn chúng ta quá nhiều về trình độ, nhưng lại là đại diện hiếm hoi của Tây Á, khắc tinh với bóng đá Việt Nam. Cách đây 2 năm ở vòng bảng U23 châu Á tại Qatar, U23 Việt Nam lại thua ngược U23 tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với tỷ số 2-3, kết thúc trận đấu với hai tấm thẻ đỏ của Lương Xuân Trường và Nguyễn Nam Anh. Nhìn rộng ra các cấp độ, bóng đá tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thực sự không dễ chịu. Họ thắng chúng ta ở vòng loại Asian Cup năm 2015, cấp độ đội tuyển quốc gia 21 và 5-0 sau 2 lượt trận. Ở cấp độ U19, Việt Nam từng 3 lần đối đầu với tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào các năm 2002, 2010 và 2016. Tuy nhiên U19 Việt Nam đã lần lượt để thua 0-2, 0-4 và hòa 1-1 trước U19 tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng cũng có những chiến thắng đáng nhớ của đội tuyển quốc gia Việt Nam trước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đó là vào năm 2007, tại vòng chung kết Asian Cup, cũng là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Alfred Rieder đã thắng 2-0 bùng đổ nhờ công của Quang Thanh và Công Vinh. Hiện tại lứa U23 Việt Nam đang mang tầm vóc châu lục, thế nên dù lịch sử đối đầu với U23 tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không tốt, nhưng tất cả đều rất tự tin, tấm huy chương đồng sẽ là món quà tuyệt vời mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo dành tặng cho người hâm mộ.